thua mọi người. Đó, thì thành ra là sẽ người nghệ sĩ ấy, người họa sĩ người ta sẽ tô từng mảng màu một đó, sau rồi là tô theo lớp, ví dụ in lớp màu xanh trước đúng không, người ta sẽ tô hết những cái màu, người ta đánh số là cùng mã màu giống nhau đó, sau đấy là người ta sẽ in cán lên giấy một lần, sau đấy ví dụ lại đến màu xanh nhạt chẳng hạn đó đúng không ạ, thì người ta lại tô những cái màu có màu xanh nhạt giống như thế đó, thì sẽ lại in cán cán qua một cái cán ấy để in lại trên cái tờ giấy đấy một lần, thì rất giống với các tranh đông hồ của nhà mình, tranh in đông hồ đúng không ạ. Ừ. Đó, thì mình sẽ thấy là đây là một trong những cái bức tranh cực kỳ nổi tiếng, đây tranh sóng lưng của danh họa Hokusai của Nhật Bản đúng không ạ? Hay. Hy vọng là lâu lâu có thể những cái mà lần đầu tiên mọi người nhìn thấy, thì mọi người có thể là từ bây giờ mình vào lớp của cô Linh đúng không? Mình nhìn thấy hóa ra không phải là lần đầu nữa, lần sau mình gặp lại đâu đó thì mình đã thấy à thì ra mình đã từng nhìn thấy nó rồi và nó mang không khí Nhật Bản đúng không ạ? Hay. Mình biết đây là tranh của Nhật Bản hoặc là mình biết đây là phong cảnh của Nhật Bản chứ không phải là của